Hai nhà hoạt động vừa cho ra mắt ấn phẩm mới nhất của báo cáo đồng tâm nhằm lưu giữ sự thật vụ việc trong tranh chấp đất đai với nỗ lực minh bạch hóa nền tư pháp Việt Nam và vận động quốc tế cho các nạn nhân. Báo cáo đồng tâm dài 128 trang với 11 chương và 6 phụ lục, trình bày song ngữ Anh Việt do đồng tác giả là nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang ở Việt Nam và nhà hoạt động dân chủ Will Nguyễn ở Hoa Kỳ thực hiện được đăng tải trên trang Luật Khoa Tạp chí hôm 25 tháng 9. Mục đích của bản báo cáo là thách thức phiên bản sự kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam, cung cấp cho mọi người thông tin trực tiếp từ chính nhân làng đồng tâm. Phát biểu trên đài SBS hôm 28 tháng 9 về mục đích viết báo cáo đồng tâm, bà Phạm Đoan Trang nói: "Rất là hy vọng là ở đâu đó trên thế giới này người cộng đồng người Việt có thể dùng báo cáo này như một cái công cụ để đi vận động thế cho vấn đề đồng tâm nói riêng cũng như là vấn đề đất đai hay là nhân quyền ở Việt Nam nói chung." Nội dung của báo cáo xoay quanh vụ đụng độ giữa lực lượng công an và người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội vào đêm mùng 8 rạng sáng mùng 9 tháng 1 khiến ông Lê Đình Kình, thủ lĩnh tinh thần của người dân Đồng Tâm và ba công an thiệt mạng. Báo cáo cũng nêu các diễn biến sau đó cho tới hết phiên xét xử sơ thẩm từ ngày mùng 7 đến ngày 14 tháng 9 vừa qua, khi hai người dân bị nhà cầm quyền Việt Nam tuyên án tử hình và 27 người khác bị án tù, từ tù treo đến tù chung thân. Báo cáo cũng nêu 5 khuyến nghị bao gồm việc kêu gọi cộng đồng quốc tế cần phải gây sức ép buộc chính quyền Việt Nam phải mở một cuộc điều tra công bằng và khách quan về vụ đồng tâm. Ông Will Nguyễn, người từng bị giam giữ và truy tố Việt Nam về cáo buộc gây rối trật tự công cộng khi tham gia biểu tình phản đối dự luật đặc khu và an ninh mạng tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2018, cho biết báo cáo đã được chuyển cho đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam cũng như Liên minh châu Âu. Theo ông, phía Mỹ cho biết họ có thể sẽ nêu vụ đồng tâm trong đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ sắp tới.